Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu cùng các bạn một cái dòng hoa cúc mình có thể làm bonsai nha các bạn. Thì đây, ở đây là mình xin giới thiệu cùng các bạn cái đây dòng hoa cúc. Đây là hoa cúc chi. Thì cúc chi này thì mình được chị Ánh Quyên ở ngoài Ba Vì Hà Nội các bạn. Chị tặng cho mình một số cành dâm cách đây 3 tháng. Thì sau 3 tháng mình dâm vào chậu, một số mình dâm vào chậu thì một số thì mình dâm vào đất các bạn. Thì cây nó đã phát triển, sau 3 tháng thì mình lựa ra được một số cây thì mình làm bonsai. Thì tại sao mình nói cái cúc chi này có thể làm bonsai được các bạn? Tại vì cái cúc chi này thì nó là cái dòng sống là lâu năm các bạn. Thì ví dụ như mình hết bông mình cắt đi thì nó lại lên, nó lên bình thường. Đó, nó lại lên lá, lên hoa, lên mầm bình thường. Nó không giống như cái dòng mà cúc mình mua Tết các bạn, hoặc là cúc mình hàng tháng thì mình mua đó. Thì những dòng cúc đó nó chơi một thời gian thì nó sẽ chết, người ta gieo hạt thì nó sẽ chết các bạn. Thì hết bông là cây nó sẽ chết. Nhưng mà cái cây này đặc biệt các bạn, cái cây của nó này, thân của nó này, cái rễ mình dâm nó ra rễ này các bạn. Đó, dâm ra rễ này, dâm ra rễ rất là nhiều. Mình quay cho bạn xem. Đó, nó rễ rất nhiều và khỏe các bạn. Thì sau khi mà ví dụ như cái cây này nó hết hoa đi, đó, thì mình đã uốn nó rồi các bạn, mình sẽ uốn chi về rồi. Hết hoa thì mình sẽ cắt hoa đi. Thì nó từ những cái chồi đó, những cái hoa đó nó sẽ ra những cái nách chồi khác và nó sẽ ra hoa các bạn. Đó thì cái cây này đặc biệt đó, cái cây cúc chi này đặc biệt cái hoa của nó rất là hay các bạn. Khi nó ra hoa xong á, hoa nó chuẩn bị già thì mình sẽ hái, mình pha trà. Thì hiện tại trên thị trường thì người ta có trà hoa cúc chi các bạn, người ta dùng để người ta uống giải nhiệt, rất là nhiều công dụng của cái hoa cúc chi này. Các bạn có thể search trên Google. Thì cái cúc chi ngoài cái làm đẹp, uống trà này hay là mình trang trí này thì nó được dùng làm bonsai. Thì ở trên mạng ấy, thì mình thấy rất là nhiều cái dòng hoa cúc ở nước ngoài các bạn, người ta làm bonsai rất là đẹp. Thì đây mình trên này thì có một số hình ảnh thì mình để trên này các bạn xem thử. Đó, các bạn có thể thấy này, đây rất là nhiều cái hình ảnh cái cây bonsai, nó hoa cúc, nhiều loại cúc khác nhau người ta làm bonsai rất là đẹp. Thì mình cũng thử xem thế nào, xem cái cây hoa cúc này nó duy trì được bao lâu, và nó nếu mà nó lan làm được bonsai các bạn, thì cây hoa cúc mà làm được bonsai thì cái giá trị của nó được nâng lên rất là cao. Thì cây có hoa đó các bạn, mình lắc lư mình uốn một cây gọi là bán đổ đồng treo các bạn, để có một cái cây đẹp. Thì nó đòi hỏi một cái thời gian cũng, nói chung là cái cây này đòi hỏi thời gian cũng không nhiều các bạn, không nhiều như cái bonsai kia, nhưng mà nó sống lâu năm. Thì cái này nó uốn hơi khó đây, mình mới uốn đây cách đây 2 ngày các bạn. Bữa trước mình uốn thì nó mới nó cắm xuống, bây giờ hôm nay nó ngóc đầu hết rồi. Đây các bạn có thấy nụ hoa nó này, đấy, bạn thấy không? Rất là mỗi nhánh là nó 2-3 nụ hoa luôn các bạn, rất là nhiều hoa luôn. Đấy, thì đây mình sẽ quay cho các bạn một số cái nhánh mình đã dâm bên kia, nó đã ra cành rồi các bạn. Nó đã ra hoa rất là nhiều để Tết chơi. Thì cái này nở đúng Tết nữa các bạn. Đó, thì khoảng còn 1 tháng nữa là Tết rồi. Thì cái cây này đúng 1 tháng nữa là nó bung được đỡ luôn các bạn. Đây, đây là những cái cành mình dâm cùng với cái cây đó các bạn. Mình dâm cành với cái cây mà mình mới uốn bonsai đó. Tại cái cây này, cái cây bonsai thì mình lược bỏ bớt để cho nó thoáng các bạn. Cây này mình để im thì các bạn thấy nụ nữa này. Đó, nụ rất là nhiều các bạn. Đây, các bạn thấy không? Nụ này. Cây này đặc biệt cái cúc, dòng cúc này nó siêu nụ các bạn. Nó hết cái nụ trước xong nó lại ra nụ sau. Đấy. Mình đang nuôi bỏ trong chậu này, mình chăm sóc để Tết mình chơi. Đây các bạn. Đây nữa này. Các bạn thấy không? Này, sau 3 tháng. Sau 3 tháng thì các bạn có thể thấy này. Đó. Rất là nhiều nụ luôn. Thì chị Ánh Quyên cho mình một số cành và mình dâm hầu như là nó sống hết các bạn. Cái dòng này nó rất là dễ sống luôn. Thật sự ra thì mình thấy cái dòng này rất dễ sống. Bên này nữa cho các bạn xem, em coi di động của mình. Đây các bạn, đây này, cái dòng này rất dễ sống các bạn. Đây nụ này, bạn thấy không, đặc nụ luôn. Đó, thì Tết nó sẽ nở đúng Tết luôn các bạn nha. Đấy, thì từ lúc mình lấy cái cành, lúc ấy chị cho mình cái cành nhỏ xíu, cái thân nó nhỏ xíu à, về mình dâm sau 3 tháng, từ lúc mà cắt cành dâm đến bây giờ nó đã nụ rồi, rất là nhanh gọn lẹ các bạn. Rồi ở đây các bạn, ở ngoài cái bờ ao này mình đang dâm một mớ này. Đây, các bạn xem này. Đó, mình dâm này, nó lên. Mình dâm cùng một thời điểm luôn, nhưng mà tại vì mình trồng ở dưới cái bóng cây các bạn, nó hướng nắng vào gao đó. Mốt là mình cho rũ hết vào bao luôn. Đấy các bạn, đây nè. À, các bạn thấy không? Có trời này, những cây này, cái này nó đang chuẩn bị sớm, cái nào nó sung nó bung sớm này. Bạn thấy không? Đây cái nụ chuẩn bị bung sớm này. Đó, những cái nụ này thì nó đang mình lấy nét lại. Đấy, nó nhỏ quá các bạn. Đây nè. Đó. Cái nụ này đang chuẩn bị bung này. Mình lấy nét lại cho các bạn xem. Nhỏ quá mình lấy nét khó. Đây, các bạn thấy không? Đó, cái này là màu vàng là chuẩn bị bung rồi nè. Nó có mấy loại các bạn, thì chị đưa cho mình có mấy loại, một loại đang như cái nụ này nó bắt đầu bung này các bạn, bung mạnh luôn này. Thì chị đưa cho mình ở nhà chị có hai loại, một màu bạc có màu vàng. Cái là cái màu bạc thì nó hơi vàng vàng thôi, màu trắng trắng vàng vàng như màu bạc ấy. Chị nói là cúc vàng cúc bạc đấy các bạn. Đấy, các bạn thấy bên này nó nở này. Đây. Đó, đó. Chuẩn bị nở đấy các bạn, nó mốt nó là một ta một lùi chỗ này luôn, bao đẹp luôn các bạn. Thì nhổ mấy cái cỏ, cây đủ mọc hoang. Mốt mình sẽ trồng dọc hết theo cái bờ ao của mình. Đây các bạn. Đấy, cái bờ ao mình nó rất là rộng. Mình trồng dọc ra, đấy cái nhà nổi của mình này. Đây nhà nổi này. Đấy. Sáng này các bạn. Thì mình sẽ trồng dọc theo hết cái bờ ao vòng quanh bờ ao mình luôn. Để nó tạo một cái cảnh hoa nở vàng rực luôn. Đấy, thì bây giờ mình còn đang trồng mấy thứ linh tinh rất là nhiều. Sau này mình sẽ bỏ bớt đi để mình trồng hoa. Hoặc mình trồng có thể mình trồng chen vào mấy cái sát bờ ao này các bạn. Đấy, tuyệt vời luôn. Đấy. Rồi, mình xin chia sẻ cùng các bạn là cái đoạn video mà chị Ánh Quyên chị quay cái vườn hoa cúc chi tại bờ ao của chị các bạn. Đây, các bạn có thể thấy này. Một cái vườn hoa đang nở cực kỳ rực rỡ luôn. Nở mà và nó là quá tuyệt vời các bạn. Thì nó nở thì chị đang cho người hái, tức là những cái bông lớn nở trước các bạn, để chị phơi làm trà đóng cho khách để trưng bày và uống vào cái dịp Tết các bạn, để biếu vào cái dịp Tết á. Thì các bạn có thể thấy thì cái hoa cúc chi này là một trong các loài hoa mà nó tuyệt vời, nó rực rỡ và nó sống lâu. Sống tức là nó sống lâu năm các bạn. Các bạn cắt cành các bạn dâm cũng lên rất là dễ các bạn. Nó dễ hơn, nó dễ trong hơn tất cả các loài hoa khác. Nhưng mà cái bông hoa của nó thì nó lại rất là rực rỡ, nó nở rất là đồng đều. Đó, các bạn có thể thấy này, một cái khu vườn mơ ước, một cái bờ ao nhìn tuyệt vời luôn. Đó. Thì từ những cái hình ảnh tuyệt đẹp này mà mình rất là đam mê cái loài hoa cúc cúc chi này, để mà mình đã xin chị ấy về mình làm một cái bonsai thử các bạn, để trên bàn. Nếu mà nó ok, nó đẹp thì mình sau này mình có thể làm một số bonsai để mình trưng bày để mình chơi. Thì nó sẽ tạo ra một cái lối mới cho cái cây hoa các bạn. Thì thường hoa thì ít khi làm bonsai, thì nhất là con là hoa cúc các bạn. Nhưng mà khi mình làm được một cái hoa cúc bonsai để bàn thì các bạn sẽ thấy nó sẽ rất là giá trị. Đó, thì mời các bạn xem cái đoạn video này để các bạn hiểu thêm về cái loài hoa cúc chi này. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.